chào tất cả các bạn học sinh quay trở lại chương trình dạy học online địa lý lớp 10. trong những tuần vừa qua thì chúng ta đã tìm hiểu được một số nội dung trong chương 3 cấu trúc của trái đất rồi đúng không nào? và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về nội dung mới trong chương này. À, nội dung mới đó chính là nội dung nào đây? đó chính là bài số 15. Thủy quyển một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông một số trong lớn trên trái đất. qua bài này thì chúng ta sẽ biết được là sẽ tìm hiểu được là à, quá trình à, quá trình vận động của nước trong trái đất của chúng ta như thế nào hoặc là và các cái nhân tố ảnh hưởng nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến chế độ nước sông ra sao thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nội dung chính đó chính là thủy quyển thứ hai là một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông và nội dung thứ ba đó chính là một số sông lớn trên trái đất và nội dung thứ ba một số sông lớn trên trái đất này à, thuộc trong chương trình giảm tải thì các em về nhà các em có thể mở sách giáo khoa ra xem nghiên cứu nội dung nào không hiểu không nắm được thì không hiểu được thì các em có thể nhắn tin riêng cho cô để cô có thể giải đáp trong buổi hôm sau hoặc có thể là giải đáp trực tiếp cho các em đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần một nhỏ phần một la mã đó chính là thủy quyển quan sát vào các cái hình ở trên bảng hình đầu tiên đó chính là hồ bãi can ở liên bang nga quan sát vào hình này thì các em thấy được cái gì có nước có à, cây cối hình thứ hai đó chính là hình sông kỳ cùng ở lạng sơn xem thử là cái hình này nó khác với lại hình lúc nãy như thế nào hình thứ ba là hình biển Nha Trang ở Khánh Hòa vậy thì qua ba bức hình chúng ta đều thấy được là trên bề mặt trái đất của chúng ta không ho không hoàn toàn là chỉ là đất không không hoàn toàn là nơi khô cằn không mà còn có nước ở một số nơi đúng không nào vậy thì chúng ta tìm hiểu về khái niệm của thủy quyển là gì thủy quyển là gì à, trên bề mặt trái đất của chúng ta có những nơi có nước, có những nơi có đất đai. Vậy thì những nơi nào mà có nước đó chính là thủy quyển. Vậy thì thủy quyển đó chính là lớp nước trên trái đất bao gồm nước trong biển này, trong đại dương này, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. Cô nhắc lại, thủy quyển đó chính là lớp nước trên trái đất bao gồm nước trong biển, trong các đại dương, trên các lục địa và hơi nước trong khí quyển đó chính là đó chính là thủy quyển. Các em cùng quan sát, cùng quan sát về clip vận động của vận động tuần hoàn của nước ở trên trái đất. Vận động tuần hoàn của nước trên trái đất. Vậy thì qua cái clip này, các em có thể biết được là nước có vòng tuần hoàn như thế nào nó có sự vận chuyển như thế nào trên Trái Đất của chúng ta. Đầu tiên chúng ta thấy này, lượng nước ở ao hồ sông suối hoặc là ở biển bốc hơi lên dưới nhiệt độ ánh nắng của mặt trời. Tạo thành mây. Tạo thành mây ngưng tụ tạo thành mây. Và mây được gió đưa đi vào đất liền. Gặp lạnh tạo thành mưa. Gặp lạnh tạo thành mưa. Mưa tại chỗ bốc hơi ở đâu mưa rơi xuống ở đó Và à, những đám mây được gió đưa vào đất liền thì mưa rơi xuống mưa rơi xuống ở các khu vực đất liền khi nước mưa rơi xuống đất liền thì một phần sẽ được à, à, bốc hơi vào vào khí vào khí quyển và một phần được thẩm thấu trên các cái lớp à, à, đất đá xuống các mạch nước ngầm tạo thành các dòng chảy quan sát theo clip này chúng ta có thể thấy được là các dòng chảy này lại lại di chuyển ra ra, ra biển các dòng chảy này từ ao hồ sông suối này từ từ đất liền đi ra biển và nước ở các ao hồ sông suối ở đất liền cũng như là ở biển lại bốc hơi, ngưng tụ, bốc hơi dưới nắng mặt trời dưới một nhiệt độ của nắng mặt trời, ngưng tụ tạo thành mây và gây mưa, mưa lại lại thẩm thấu, thẩm thấu xuống đất, một phần được bốc hơi vào khí quyển, một phần thì thẩm thấu xuống các cái lớp đất đá tạo thành các dòng chảy và đưa ra lại nơi cuối cùng lại là đưa ra biển lại vậy thì chúng ta thấy được là cái vùng tuần hoàn này nó khép kín và chính là nhờ cái sự khép kín này nhờ có sự vận chuyển liên tục như thế này có sự tuần hoàn liên tục như thế này thì làm cho điều hòa được cái độ nhiệt độ ẩm hay là điều hòa được những nơi giữa những nơi khô hạn và giữa những nơi ẩm ướt những nơi ẩm ướt mưa nhiều Vậy thì à, qua vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất thì chúng ta có thể thấy được là à, chúng ta chia ra làm hai vòng tuần hoàn đó chính là vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn nhỏ có nghĩa là sao? Có nghĩa là nước chỉ tham gia ở hai giai đoạn thôi, bốc hơi và nước rơi xuống tại chỗ. Bốc hơi ngưng tụ tạo thành mây gây mưa tại chỗ và lại bốc hơi ngưng tụ tạo thành mây gây mưa tại chỗ. Đây chính là vòng tuần hoàn nhỏ. Và vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn thứ hai đó chính là vòng tuần hoàn lớn là tham gia vào các giai đoạn à, nước bốc hơi dưới nhiệt độ ánh nắng của mặt trời, cập nhiệt độ thích hợp, ngưng tụ tạo thành mây, mây lại được gió đưa vào đất liền, Gặp nhiệt độ lạnh tạo thành mưa, mưa rơi xuống mặt đất một phần lại bốc hơi lên và một phần lại thẩm thấu xuống xuống bề mặt trái đất của chúng ta, xuống bề mặt của trái đất của chúng ta sau đó lại tạo thành các cái dòng chảy và đưa ra nơi cuối cùng lại là là biển và bốc hơi như vậy tạo thành mây gây mưa thẩm thấu xuống mặt đất lại đưa ra biển lại bốc hơi vậy thì chúng ta thấy được là vòng tuần hoàn này được gọi là vòng tuần hoàn lớn tham gia vào ba giai đoạn bốc hơi nước rơi và dòng chảy hoặc là bốn giai đoạn có thể là bốc hơi nước rơi dòng chảy ngấm dòng ngấm và các cái dòng nước ngầm sẽ đổ ra lại biển thì đây chính là vòng tuần hoàn lớn. Rồi tiếp tục chúng ta đi đến phần 2 la mã. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Thứ nhất là chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Vậy thì tại sao người ta nói là chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm ảnh hưởng tới chế độ nước sông? À, thì đầu tiên tìm hiểu chúng ta tìm hiểu về chế độ mưa trước. Quan sát vào hai bức hình ở trên bảng. Hình thứ nhất là hình về sông hồng ở hai mù, hai mùa 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 khô và mùa uh, mùa có nước, mùa khô và mùa có nước hay là mùa lũ và mùa cạn nó mùa cạn và mùa lũ đó. Hình thứ hai là hình biểu hình biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 12 vậy thì qua cái ví dụ minh họa này để chúng ta nói về mối quan hệ giữa chế độ nước sông với chế độ mưa à, khi nhìn lên bức hình này chúng ta có thể thấy được là à, vào mùa khô vào mùa khô hay là mùa cả nữa đồng bằng sông hồng sẽ à, trùng với lại mùa trùng với lại mùa khô trùng với lại mùa khô của à, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hà nội À, hình thứ hai là nói là hình về à, sông Hồng vào mùa lũ. Vào mùa lũ thì ở đồng bằng sông Hồng là từ tháng 6 đến tháng tháng 10, nó cũng trùng với lại với lại mùa mưa từ tháng, từ từ tháng 5 đến tháng 10 của à, của như là biểu đồ lượng mưa ở Hà Nội. Vậy thì à, chúng ta thấy là à, vùng sông Hồng ở sông, hồng, ở, ở sông hồng thì nằm trong miền khí hậu nhiệt đới ẩm nhau mùa nên là chế độ nước sông thay đổi theo mùa không điều hòa vào mùa khô và mùa cạn nước lên xuống khác nhau. À, vào mùa vào mùa 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 mưa và mùa khô nước lên xuống khác nhau. ở sông Amazon nằm trong miền khí hậu xích đạo có mưa quanh năm. khu vực này là khu vực nằm trong vùng trong bùng à, có khí hậu xích đạo mưa quanh năm nên là lưu lượng nước lớn điều hòa quanh năm cho nên là chúng ta thấy là ở các cái miền khí hậu nóng thì những nơi địa hình thấp của khu vực ôn đới của khu vực ôn đới thì mưa là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các con sông. Các em quan sát cho cô hai bức hình ở trên màn hình, đó là sông Yenisei vào mùa đông và uh, vào mùa mùa hè thì chúng ta thấy được là uh, quan sát vào hai bức này thì chúng ta thấy được là uh, một nơi á, thì có lượng băng tuyết rất là lớn và một bức hình đó thì cho ta thấy là vào thời gian vào thời điểm là uh, cây cối xanh tốt và không có còn băng tuyết như như uh, hình ở bên bên tây Ph thì trái của chúng ta nữa đúng không nào vậy thì vì sao nói băng tuyết là nguồn cung cấp nước chủ yếu do cho các con sông ở miền ô nới lạnh núi cao vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta biết được nè vào mùa đông với một lưu lượng băng tuyết như thế này thì mực nước sông mực nước biển của chúng ta nó nằm ở hạ thấp nó nằm ở hạ thấp và à, vào mùa à, vào mùa nắng à, và vào mùa nhiệt độ ấm lên vào mùa, mùa có nhiệt độ ấm lên thì chúng ta thấy là mực nước dâng lên mực nước biển dâng lên cao với lượng nước thì với lượng nước tan ra thì làm cho mực nước biển đây dâng lên. Cho nên cho nên chúng ta thấy ở các cái vùng ôn đới lạnh những cái con sông thì à, sẽ phụ thuộc những con sông thì hay là những cái à, khu vực những khu vực biển thì sẽ phụ thuộc vào và chế độ băng tuyết tan. Và nhìn vào đây chúng ta thấy được là các cái vùng ở núi cao, ở các vùng ở núi cao với nhiệt lượng à, với năng lượng hoặc là bức của bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ tăng thì lượng băng tuyết ở trên các đỉnh núi tan ra và cái lượng băng tuyết tan ra này nó sẽ cung cấp lượng nước cho cho con sông gây ra các cái à, mùa lũ mà nước lớn vào mùa xuân lúc mà nhiệt độ ấm lên nhiệt độ tăng lên thứ ba là về nước ngầm nước ngầm ảnh hưởng tới chế độ nước sông như thế nào chúng ta thấy được là nước ngầm cũng là cung cấp nước điều tiết dòng chảy cho dòng sông ngòi cho cho sông ngòi đặc biệt là những nơi có cái các cái lớp đất đá, đá mà thấm nước ví dụ như là vùng đá vôi hay là vùng mà các khu vùng đất đặc bay gian thứ hai địa thế thực vật hồ đầm nó có ảnh hưởng đến chế độ nước sông như thế nào vậy thì tại sao địa thế lại có ảnh hưởng tới chế độ nước sông vậy thì chúng ta nói là địa thế nó có ảnh hưởng gì tới chế độ nước sông à, địa thế núi cao thì làm cho hình thành các cái dòng chảy mạnh lũ quét cũng như là ở các cái vùng núi cao thì khi có mưa thì cái lượng nước nó chảy về các cái lòng sông nó nhanh hơn ở các cái vùng đồng bằng đúng không nào vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì vì sao ở miền trung của nước ta mực nước lũ ở các sông ngòi thường lên rất là nhanh các em quan sát các em có thể là quan sát vào cái à, bản đồ bản đồ về địa hình của Việt Nam quan sát vào đây thì chúng ta thấy được là à, các cái con sông ở các cái vùng các cái vùng khu vực ở miền trung à, có độ dốc lớn có độ dốc lớn, ngắn dốc nó làm cho khi mà à, lượng nước lũ à, nó làm cho à, lượng nước lượng nước nũ lũ hay là mưa tập trung tốc độ dòng chảy sẽ lớn à, hệ thống núi thì ăn xa sát biển địa hình à, dốc lớn này nó làm cho à, diện tích lưu vực nhỏ và À, khiến cho lũ lên một cách nhanh chóng khiến cho nước lũ lên một cách nhanh chóng khi có khi có lượng nước mưa và thực vật nó ảnh hưởng tới chế độ chế độ nước sông như thế nào khi chúng ta quan sát vào bốn bức hình này chúng ta thấy được là à, thực vật nó sẽ giúp điều hòa dòng chảy như thế nào nó có thể là à, giúp cho giúp cho dòng chảy chúng ta là Để chúng ta thấy là khi mưa xuống khi mưa xuống thì một phần nước mưa được giữ lại trên các tán lá cây à, một phần thì được nước à, được cái thảm đó, thảm mục và cỏ giữ lại à, một phần thì theo rễ cây thẩm thấu xuống các cái tầng nước ngầm cho nên là à, thực vật điều hòa dòng chảy cho sông giảm lũ lụt một số nơi mà có không có thực vật che phủ và một số nơi có thực vật che phủ nó sẽ có cái sự hấp thụ nước hay là có các cái chế độ dòng chảy nó khác nhau như thế nào chúng ta nhìn lên quan sát lên màn hình thấy là ở trên mặt đất mà không có thực vật che phủ thì lượng nước mưa lượng nước mưa thể sẽ sẽ thấm xuống trực tiếp còn lại các cái khu vực mà có rừng có rừng cây thì các tán lá cây cây bụi thảm thực thảm mục nó sẽ làm cho uh, che bớt đi một phần một phần nước thẩm thấu xuống và hiện tượng lũ quét sói mòn sạt lỡ. Uh, khi mà uh, đối với lại những nơi mà bị mất cái lớp uh, lớp phủ rừng đi và làm cho hiện tượng lũ quét xảy ra rất là nhanh chóng ở các cái khu vực này thứ ba là về hồ đầm ảnh hưởng tới chế độ nước sông như thế nào chứng minh hồ đầm có tác dụng điều hòa tới chế độ nước sông Vậy thì quan sát vào hình này chúng ta thấy là biển hồ. Vào mùa, vào mùa mưa, vào mùa mưa thì nước dâng lên, một phần nước chảy vào biển hồ, giảm lưu lượng nước cho sông Mekong. Và vào mùa khô thì nước sông Mekong hạ xuống, trong biển hồ chảy ra, cung cấp cho à, chảy ra cung cấp cho sông. Vậy thì hồ đầm nó có một cái tác dụng có tác dụng đó chính là điều hòa cái dòng chảy, điều hòa dòng chảy. khi nước sông khi nước sông dâng lên thì một phần sẽ chảy vào hồ đầm và khi mực nước sông hạ xuống thì một phần từ hồ đầm đổ vào lại đổ đổ ra lại sông. Ví dụ như là nhìn vào hồ thủy điện Hòa Bình ở trên đây. Vậy thì cô tóm tắt lại một xíu nội dung về một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước tới chế độ sông thứ nhất là về chế độ mưa băng tuyết nước ngầm về chế độ mưa ở miền khí hậu nóng hoặc là những nơi có địa hình thấp ở khu vực ôn đới thủy chế sông sẽ phụ thuộc vào chế độ mưa thứ hai băng tuyết ở miền ôn đới lạnh và những sông bắt nguồn từ núi cao thủy chế của sông phụ thuộc vào lượng băng tuyết tan về nước ngầm thì các vùng đất đá bị thấm nước nhiều thì nước ngầm là là yếu tố quan trọng điều hòa chế độ nước sông địa thế ảnh hưởng tới chế độ nước sông đó là ở các cái miền núi nước sông chảy nhanh hơn đồng bằng về thực vật à, ảnh hưởng tới chế độ nước sông đó chính là à, thực vật thì các cái thảm rừng cây sẽ giúp điều hòa chế độ nước sông giảm lũ lụt giảm chế độ à, giảm xói mòn ở các cái bề mặt đất về hồ đầm thì à, điều hòa chế độ sông khi nước sông dâng lên thì nước một phần nước sẽ chảy vào hồ đầm và khi nước sông mực nước sông hạ xuống thì một phần từ hồ đầm chảy ra lại sông và câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao mực nước lũ ở sông ngòi miền trung nước ta thường lên rất nhanh câu hỏi này là câu hỏi ôn tập lại kiến thức lúc nãy vậy thì các em về nhà các em à, tự trả lời lại câu hỏi này cho mình À, mục ba lớn một số sông lớn trên đá đất thì được giảm tải cho nên là các bạn có thể là về nhà các bạn xem sách nghiên cứu sách giáo khoa nội dung nào không hiểu thì các bạn có thể là nhắn tin lại cho cô À, trên đây là một cái số hình một số hình về à, ảnh hưởng lũ lụt ở miền trung ảnh hưởng lũ lụt ở miền trung tính đến 23 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2020 thì số người chết do lũ lụt tại miền trung và tây nguyên đã tăng lên 36 người à, còn 12 người mất tích có nghĩa là nhìn vào đây chúng ta thấy được là ở các khu vực miền trung nước lũ thường lên rất là nhanh và à, với cái à, việc nước lũ lên nhanh này thì sẽ ảnh hưởng tới à, việc à, ừ, tới đời sống con người chúng ta rất là lớn, ảnh hưởng tới việc con người chúng ta về của cải cũng như là về tính mạng. Vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc bài 15 và đến bài tiếp theo trong chương cấu trúc trái đất đó chính là bài 16 sống thủy triều và dòng biển. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về sống là gì, thủy triều, thọ dòng biển là gì. Vậy với ba nội dung này chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung thứ à, từng nội dung một đó chính là à, sóng biển vậy thì khái niệm dòng biển là gì đây chúng ta đã đi biển rất là nhiều lần rồi đúng không nào và khi chúng ta đến biển thì chúng ta thấy được là các con sóng thường đập từ từ xa đi đập từ xa đưa vào bờ và à, kéo dài kéo kéo dài ra lại à, ở ngoài khơi thì chúng ta thấy đó chính là sóng biển vậy sóng biển là gì có phải như xuân quỳnh đã nói là à, à, như xuân quỳnh đã nói là à, sống bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau có phải là sống là như vậy không ạ à? mà sống là cái gì đây sống đó chính là một cái hình thức dao động dao động của mực nước biển lên xuống theo chiều thẳng đứng và sống bắt đầu từ Từ gi do gió và gió càng mạnh thì sóng càng to nguyên nhân sinh ra sóng đó chính là do gió và gió càng mạnh thì sóng càng to quan sát lên quan sát lên hai hình trên này khi à, khi gió nhỏ khi gió nhỏ gió nhẹ thì chúng ta thấy được là các cái con sóng nó nó đập vào bờ rất là nhẹ nhàng êm ả đúng không nào còn lại khi sóng khi à, gió to thì các cái con sóng lớn nó đập vào bờ như thế này và kể tên một một số loại sóng biển mà chúng ta biết đó là sóng bạc đầu sóng bạc đầu đó chính là gì là những cái đây chúng ta nhìn đây chính là những con sóng bạc đầu này sóng bạc đầu đó chính là chính là những giọt nước biển khi chuyển động lên cao khi rơi xuống và đập vào nhau và vỡ tung tuế tạo thành những cái bọt trắng gọi là sóng bạc đầu con sóng thanh thì sao? sóng thanh đó chính là à, những cái con sóng lên cao với chiều cao khoảng từ 20 đến 40 mét, truyền theo chiều ngang với tốc độ có thể đạt tới là 400 đến 800 km trên giờ khi vào bờ có sức tàn phá phá hoại rất là lớn. Và nguyên nhân của các của con sóng sóng thanh đó chính là động đất, là núi lửa, phun ngầm dưới đáy biển hay là do bão, thì thường sẽ xuất hiện những con sóng thanh, những con sóng lớn và từ những con sóng thần này nó đã cướp đi tài sản của cải vật chất cũng như là các cái mạng à, của cũng như là mạng người à, nhìn lên đây quan sát vào quan sát vào video clip trên đây chúng ta có thể thấy được là động đất sóng thần ở Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã làm can quét đi bao nhiêu tài sản cũng như là bao nhiêu người ở ở đất nước này vào thời điểm này Tiếp tục chúng ta tìm hiểu đó chính là thủy triều. Vậy thủy triều chính là gì? Quan sát vào hình này. Quan sát vào hình ở trên bảng thì chúng ta thấy được là nước dâng lên, hạ xuống. Nước dâng lên, hạ xuống. Là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong biển và đại dương. các em có thể là quan sát cái sự lên xuống như thế này, đây gọi à, mực nước lên cao gọi là chiều cường và mực nước ở xuống thấp thì người ta gọi là chiều kém Rồi. và nguyên nhân nguyên nhân của sự hình thành thủy triều này đó chính là ở à, sức hút của mặt trăng và mặt trời, Do sức hút của mặt trăng và mặt trời chúng ta quan sát vào à, chúng ta quan sát vào đây chúng ta thấy nè khi à, khi mặt trăng mặt trời mặt trăng mặt trời và trái đất thẳng hàng thì chúng ta thấy được là hiện tượng à, thủy triều lên và quan sát này khi khi mặt trăng nằm vuông góc với trái đất và mặt trời thì đây là chiều xuống lúc này là lúc chiều xuống vậy thì sức hút mặt trăng và mặt trời đã làm cho tạo nên hiện tượng thủy triều trên trái đất quan sát vào hình này cụ thể hơn thì chúng ta thấy được là khi mặt trăng khi mặt trăng mặt trời và trái đất vào ngày không trăng hay còn gọi là ngày vào ngày một âm lịch vào ngày trăng tròn là à, vào ngày 15 ngày trăng tròn vào ngày 15 khi này thì mặt trăng trái đất và mặt trời nằm thẳng hàng với nhau lúc này thì à, lực, lực hút là mạnh nhất cho nên là à, hiện tượng hay là dao động thủy triều là lớn nhất Và nhìn vào hình tiếp theo ở bên dưới chúng ta thấy là khi mà trái đất trái đất, mặt trời và mặt trăng trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm vuông góc với nhau là vào những ngày trăng khuyết vào ngày những ngày trăng khuyết thì lúc này dao động thủy triều là nhỏ nhất hay còn gọi là chiều kém và chúng ta thấy ở trên này chu kỳ chu kỳ tình trăng vào hình 16.1 ở các vị trí 2 2 và 4 là các cái ngày hiện có hiện tượng chiều kém. Lúc này mặt trời trái đất và mặt trăng nằm vuông góc với nhau. Ở hai vị trí vào ngày không trăng và ngày trăng tròn. Đó là vào vị trí ngày 1 và ngày 3. Ngày 1 và ngày 3. À, vào vị trí thứ, thứ nhất và thứ ba là vào ngày 1 và ngày 15. Thì chúng ta thấy được là hai vị trí này là hai vị trí nằm thẳng hàng với mặt trời. Nằm thẳng hàng với mặt trời. Mặt trăng mặt trăng mặt trời và trái đất mặt trăng mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng với nhau tạo nên chiều cường tạo nên chiều cường ngày nước lên lớn nhất đây chúng ta quan sát này đây rồi khi mặt trăng mặt trời và trái đất vuông góc đây là khi mặt trăng mặt trời và trái đất thẳng hàng khi mặt trăng mặt trời và trái đất vuông góc với nhau thì lúc này vuông góc với nhau thì lúc này thủy triều là nhỏ nhất và khi mặt trăng mặt trời và trái đất thẳng hàng thì lúc này thủy triều là lớn nhất hay còn gọi là triều cường đó và ứng dụng của thủy triều sóng biển vào đời sống con người của chúng ta như thế nào đây đó chính là có thể là sản xuất muối sản xuất điện và các em có thể là quan sát vào um, quan sát vào clip trên chúng ta có thấy có nhớ lại được là đây là cái một cái trận đấu vào năm nào không này lợi dụng thủy triều lên vào năm 938 khi mực nước chiều xuống thì những cái cọc những cái cọc nó lại lộ rõ ra và lúc này nó lại đâm thẳng vào đâm, đâm thẳng trực tiếp vào các cái con tàu của của địch như vậy mà chúng ta có được một cái trận đấu vào năm 1938 Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lợi dụng cái à, chu kỳ thủy triều lên xuống này để mà để mà chiến đấu áp dụng vào quân sự hai hình ở trên này thể hiện là triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh à, một số bạn ở à, các khu vực ví dụ như là ở các khu vực quận 8 vào mỗi buổi sáng các bạn thấy được là hiện tượng triều lên triều lên rồi à, cô tóm tắt lại một số nội dung về thủy triều. Thủy triều đó chính là hiện tượng dao động thường xuyên có tính chu kỳ của nước biển và đại dương. Nguyên nhân đó chính là do sức hút của à, mặt trăng và mặt trời. Đặc điểm là dao động thủy triều lớn nhất hay còn gọi là triều cường khi là mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm thẳng hàng với nhau. Đặc điểm thứ hai là dao động thủy triều nhỏ nhất hay còn gọi là triều kém khi mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm ở vị trí vuông góc với nhau. Ảnh hưởng của thủy triều đến đời sống con người chúng ta nó vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực. Có thể là sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, cung cấp biển quân sự. À, nội dung thứ ba chúng ta tìm hiểu đó chính là về dòng biển. Quan sát vào quan sát vào bản đồ trên bản thì chúng ta thấy được là chúng ta có hai có hai trên bản đồ này chúng ta có hai dòng biển hai dòng biển dòng biển thứ nhất đó chính là dòng biển lạnh màu xanh, thể hiện các cái đường mũi tên màu xanh, đường di chuyển mũi tên màu xanh, đường thứ hai đó là dòng biển nóng, dòng biển nóng là thể hiện bằng các cái mũi tên màu đỏ vậy thì dòng biển nóng là gì, thường xuất phát ở hai bên xích đạo dòng biển nóng là thường xuất phát ở hai bên xích đạo, chảy về hướng Tây gặp lục địa, chảy về hướng Tây chảy về hướng Tây gặp lục địa và chỉ chảy lại về chảy lại về cực đổi hướng chảy về cực dòng biển lạnh là xuất phát từ vĩ độ 30 đến 40 độ bắc và nam đây dòng biển lạnh là các cái dòng biển màu xanh là xuất phát từ 30 đến 40 độ bắc và nam ở hai bán cầu gần với lại bờ đông của đại dương chảy về xích đạo à, ở bán cầu bắc thì có các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng à, từ vùng cực mang theo bờ tây các đại dương chảy về xích đạo và ở các cái vùng gió mùa các em quan sát có thể thấy được là các cái vùng gió mùa thì xuất hiện các cái dòng biển đổi chiều đổi chiều nhau vào theo các mùa các dòng biển nóng và dòng biển lạnh thì đối xứng nhau qua các cái đại dương qua các uh, qua bờ các đại dương vậy thì chúng ta thấy được là dòng biển nóng và dòng biển lạnh nó cũng sẽ có các các cái tác dụng khác nhau đối với lại uh, đối với lại các cái khu vực ven bờ đối với lại các cái khu vực ven bờ ví dụ như những nơi mà có dòng biển nóng thì những nơi đó sẽ có lượng có lượng mưa lượng mưa lớn những nơi nào có dòng biển lạnh đi ngang qua thì những nơi đó khô những nơi đó khô không mưa ít mưa à, trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi chúng ta trả lời một số câu hỏi để mà củng cố lại nội dung Câu số 1, nguyên nhân chủ yếu gây nên sóng thanh là do A. Do gió thổi mạnh B. Do động đất, núi lửa C. Do lốc xoáy Và D. Là do à, sóng nhỏ hợp thành Vậy thì nguyên nhân đó chỉ là do đâu? Rồi, đó chính là đáp án B. Do động đất và núi lửa Câu hỏi số 2 Sóng biển là hình thức A. dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng B. dao động của nước biển theo chiều ngang C. Chuyển động lên xuống của khối nước biển D. Di chuyển của khối nước lớn Lớn từ ngoài vào Vậy thì đáp án của sóng biển là hình thức Như chúng ta đã tìm hiểu đó chính là dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng Đúng không nào? Rồi Câu hỏi số 3 dao động thủy triều nhỏ nhất khi mặt trăng mặt trời trái đất ở vị trí thẳng hàng B. Mặt trăng nằm chất với trái đất một góc 45 độ. C. Trái đất ở vị trí vuông góc với mặt trăng mặt trời. Và D. Trái đất nằm ở vị trí chất với mặt trăng mặt trời một góc 45 độ. Vậy thì đáp án nào? Đáp án chính xác nào? Đó chính là nhỏ nhất là khi mặt trăng, trái đất, mặt trời nằm ở vị trí vuông góc với nhau. Câu hỏi số 4. Thủy triều thường dao động lớn nhất vào ngày nào? Lớn nhất vào ngày A trăng khuyết B không trăng, C trăng tròn, D là không trăng và trăng tròn. tới đáp án đó chính là không trăng và, và trăng tròn nằm ở vị trí 1 và và 3 ở trên à, trên hình. Câu hỏi số 5 đó là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là A động đất, B do gió thổi, C núi lửa, và d à, do các dòng biển vậy thì đáp án của nguyên nhân tạo nên sóng đó chính là do do gió thổi. À, bài học của của chúng ta đến đây là kết thúc. À, cô chào các bạn và hẹn các, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Các bạn nhớ vào sub classroom của mỗi lớp để mà hoàn thành các bài trắc nghiệm ở trong đó nhé.